chữ người máy bảo mình sách trong cửa hàng đã nhiều đến mức không còn chỗ để nữa rồi. Ồ, là như vậy à, có nên mua thêm vài cái tủ sách không nhỉ? Ồ, ngay cả chỗ đặt tủ cũng không còn nữa. Được rồi, bà sẽ nghĩ cách giúp cháu, khi nào có cách sẽ gọi điện cho cháu. Ừ, không có gì, tạm biệt, tạm biệt. Ây da, sách nhiều quá, giờ làm thế nào nhỉ? Bà ơi! Ừ, sao là đến rồi à? Ừ. Bà xem cuốn sách trên tay cháu, hình như cháu đã nhiều lần mượn cuốn này rồi đúng không? Ừ, đúng ạ. Bởi vì cháu rất thích cuốn sách này. Cháu nhờ mẹ mua cho một cuốn, nhưng không mua được ạ. Ồ, Sara rất thích cuốn sách, nhưng lại không tìm mua được. À, bà đã nghĩ ra cách rồi. Bà cần gọi điện thoại cho cửa hàng chữ người máy đây. Cách này nhất định sẽ có hiệu quả. Wow, bây giờ phải làm thế nào mới được đây? Chào bạn, mình là cửa hàng chữ người máy. Cửa hàng chữ, chào cháu, bà là bà nội chắc đây. Wow. Bà bảo này, bà đã nghĩ ra giải pháp cho vấn đề của cháu rồi nhé. Well, là cách gì đó? Đổi sách. À, thì là mời các bạn nhỏ mang đồ đến đổi sách. À, tốt nhất là những thứ mà cửa hàng người máy cũng cần dùng á. Tuyệt quá, cách này rất hay đấy ạ. Cháu cảm ơn bà nội. Ê, cửa hàng trưởng à, nếu cháu cảm thấy cách này hiệu quả thì để bà bảo với bọn trẻ đến đổi sách nha. Ừ, không cách sao, tạm biệt, tạm biệt. Ồ, cháu đã nghe thấy rồi đó. Có thể đổi sách với cửa hàng trưởng người máy, đúng không bà? Đúng. À, vậy để cháu đi đổi cuốn sách cháu đang cầm đây ạ. Cháu chào bà. Ê, tạm biệt, tạm biệt. Hy vọng cách làm của bà có thể giải quyết được vấn đề quá nhiều sách của cửa hàng trưởng, lại có thể giúp các bạn nhỏ có được cuốn sách mình yêu thích. Được rồi, bây giờ chúng ta đi xem cái gì thú vị nhé. Giới nước bừng bình. Chi ơi! Hả? Qua lô? Chi Chi, Sara bảo tớ, cửa hàng trưởng người máy có hoạt động đổi sách cổ. Ồ, cậu đã biết rồi à? Ừ, tớ rất muốn đổi cuốn Tiến sĩ Rau, nên tớ đang tìm đồ chuẩn bị đổi đây. Ồ, cậu muốn đổi bức tranh cậu giá lấy cuốn sách à? Ừ, đúng rồi, tớ phải nhanh tay vẽ cho xong, nếu không bị người khác đổi thì nguy mất. Ờ, thơm quá. Cái bánh quy này nướng ngon quá. Ê, nói không chừng mình có thể đổi bánh ít quy này lấy sách chuyển với cửa hàng chữ người máy. Nhưng cửa hàng chữ lại không ăn. Thế thì có ích gì cho hiệu sách? Ê, mà các bạn nhỏ có thể vừa xem sách vừa ăn bánh. Đúng, đúng là như vậy. Mình bắt bán lại rồi đi đổi sách. Ê, thế còn các cháu, hãy đến đây.
cùng lắng nghe một câu chuyện hay. Câu chuyện meow meow. Cá ở đâu rồi? 3:03 chiều ngày thứ tư, chú gấu tua tua ôm thùng mật ong nằm ngủ bên cạnh lò nướng. Một con cá biết bay đã trộm tất cả bánh bích quy của nó. Chú gấu tua tua đuổi theo con cá. Cá ở trong cốc phải không? Trong cốc không có cá, chỉ có biển lớn nối với bầu trời thôi. Cá ở trong giày phải không? Trong giày không có cá, chỉ tràn đầy những câu chuyện ký ức. Cá ở trong tủ phải không? Trong tủ không có cá, chỉ có áo len ấm áp. Cá ở trên cửa sổ phải không? Trên cửa sổ không có cá, chỉ có tâm trạng thích được đi dạo thôi. Cá trong tranh vẽ ư? Trong tranh vẽ không có cá, chỉ có sắc màu chờ đợi nhảy múa. Cá trên vòi nước ư? Trên vòi nước không có cá, chỉ có nước mắt không muốn nói lời tạm biệt. Gấu tua tua nghĩ, có lẽ cá chưa từng đến đây. Ba giờ 33 phút chiều ngày thứ tư. Gấu tua tua đã tìm được bánh bích quy bị mất. Còn có cả cá má hồng đã thoa mật ong. Nghỉ một lát, sẽ quay lại ngay. Biến hình siêu cấp cấp cấp. Ơ, đây là cái gì nhỉ? Đây là một ngọn núi. Không phải đâu ạ, nó có tôi. Đó là con hươu mới đúng ạ. Thật không? Sao mẹ lại nghĩ nó là một cây thông Noel? Tinh tinh tăng, tinh tinh tăng. Ô, trời mưa rồi. Ô, có một con cá. Kỳ lạ nhỉ? Mẹ thấy nó giống như chiếc mũ của mình. Ô, không phải đâu ạ. Đó là chiếc quần lót hoạt của con đấy. Thế thì, cuối cùng cái chúng mình nhìn thấy là gì nhỉ? Well, thế là đỡ được 10 cuốn rồi. Không biết còn có ai đến nữa không? Cửa hàng trưởng người máy ơi. Well, chị, em cũng muốn đến đổi sách hả? Em mang tranh em vẽ đến đổi đây, có được không? Đương nhiên là được. Anh sẽ treo tranh của em lên đây để trang trí, cho hiệu sách đẹp hơn. Yeah, thế thì tốt quá. Thế em muốn đổi cuốn Tiến sĩ Rau.
tiến sĩ râu à. Nhưng... Cửa hàng trường ngày mấy ơi, em có thể dùng cây này để đổi sách được không? Cũng được. Đồ chơi này có thể cùng các bạn nhỏ xem sách đó. Tối quá đi. Vậy thế em đổi cuốn sách đó nha. Em đang nói cuốn Tiến sĩ râu đó hả? Đúng rồi. Được thôi. Hoa Lu sao lại như vậy được nhỉ? Chị Chỉ, em đừng buồn. Em có thể đổi lấy cuốn khác mà. Em không muốn. Em chỉ muốn cuốn đó thôi. Bị Hoa Lu đổi trước mắt rồi. Bực mình thật. Chị Chỉ giận mất rồi. Làm sao bây giờ? Ba nội, Chị Chỉ đâu rồi ạ? Chị Chỉ đến hiệu sách người máy rồi. Các cháu không gặp nhau ở đó à? Không ạ. Thế cháu lời cậu ấy ở đây được rồi. Được rồi. Thế bà đợi Chị Chỉ cùng qua luôn nhé. Còn các cháu hãy đi thăm bạn thân của chúng ta, Võ Sò Tao Ngâm Nàng Tiên Cá. Hey, xin chào, tôi là nàng tiên cá. Chào mừng mọi người đến với quán âm nhạc nàng tiên cá. Hôm nay có chút không muốn hát. Nghỉ một lần vậy. Con đuôi, con cưng bằng. Tôi sắp khóc rồi. Kỳ lạ, vì sao phải chống đối? Không công bằng chỗ nào chứ. Khóc cái gì? Tôi đã đợi rất lâu rồi. Tôi nhất định phải nghe hát. Tôi thích nghe hát. Mỗi ngày đều thích nghe hát. Tôi không được nghe hát, tâm trạng sẽ không tốt. Như vậy nhé, tôi nghĩ chút. Mấy người tìm gương thần nghe hát đi. Gương thần, xin hãy nói cho mọi người biết hôm nay nghe bài gì là thích hợp nhất. Chị Chỉ đang bực cái gì à? Sao chị Chỉ lại bực mình nhỉ? Vì cuốn sách mà chị Chỉ muốn đã bị đổi mất rồi. Thế thì tiếc nhỉ. Nhưng cũng không nên bực mình. Chị Chỉ đổi quyển khác vậy. Vấn đề là cuốn sách mà chị Chỉ muốn là bị Hoa Lu đổi mất ạ. Nên cậu ấy giận Hoa Lu. Thế à? Cháu đợi chút nha, để bà hỏi xem nè. Hoa Lu,
Quả luôn à, cháu ở đâu? Bạn ơi, cháu đến cửa hàng trường người máy tìm Chi Chi đây à. Cửa hàng trường à? Quả Lu đi đến cửa hàng rồi đó. Bà báo cho cháu biết. Được, không có gì. Cảm ơn cháu, tạm biệt tạm biệt. Hy vọng Chi Chi và Quả Lu không cãi nhau nữa. Chờ tí nữa điện thoại cho cửa hàng trường người máy xem sao vậy. Trước tiên chúng ta đi xem ai là tiêu dũng sĩ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yo, yo, yo. Đừng có hết nữa. Bắt hết tất cả lại cho ta. Ngưng ngưng ngưng, tại sao bà không cho ai hát thế? Bởi vì ta căm ghét những âm thanh du dương. Bắt nó lại ngay. Bắn không trúng. Bắn không trúng. Bắn không trúng. Để đó ta. Bà, bắn trúng rồi. Các bạn nhỏ hãy nhanh chóng đi tìm cây gậy thần để cứu ta. Thử thách thứ nhất, vườn âm nhạc Đồ Rê Mí, nhanh chóng tìm được nốt nhạc đúng, xuyên qua mê cung, đặt lên trên cửa mũ là có thể vượt qua thử thách. Nhìn rõ câu hỏi nhé. Ô, ô vuông. Là phím nhạc nào? Xin hãy lựa chọn. Nhìn cho rõ nhé. Là cái này phải không? Ồ, cầm nó đi vào mê cung. Vô, vô. Có vẻ rất được đấy. Không giống trong mê cung, giống như đang dạo vườn hoa á. Cố lên, cố lên. Wow, đi đào quá là nhanh. Đặt lên xem đúng không? Thật tuyệt vời. Cậu đã vượt qua thử thách thứ nhất. Nhanh đến cứu tôi. Thử thách thứ hai, hợp âm nhạc Tình Tính Tang. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng ghép đúng thành viên đoàn hợp xướng là có thể mở hộp âm nhạc, vượt qua thử thách. Wow, xem xếp gỗ này. Nặng nhỉ, cẩn thận. Ý, ui ô, đắt thử một cái. Có vẻ nặng đấy. Ý, rất nhanh. Là cái này phải không? Đặt nó lên. Đúng. Công chúa Thiên Nga. Nhưng khuôn mặt công chúa. Wow, cậu đã tìm được công chúa Thiên Nga rồi. Cái gì thế này? Khỉ và La Hán cũng đã hoàn thành rồi. Được, giữ lấy bông hoa nhỏ. Khởi động hộp âm nhạc. Wow, cậu đã qua được thử thách thứ hai. Nhanh đến cứu tôi. Thử thách thứ ba, gậy thần của yêu tinh âm nhạc giúp tiểu dũng sĩ tìm thấy bộ dạng trang điểm giống như đại dũng sĩ. Có thể xoay cầu bước vào thành, cầm gậy thần âm nhạc và bạn chính là tiểu dũng sĩ. Nhìn rõ nhé. Cần đặt mấy bông hoa nhỏ. Ồ, được. Phải giống như trên người của đại hiệp sĩ đó nhé. Cố lên. Wow, tuyệt quá. Đội mũ lên. Lấy được đũa thần âm nhạc rồi. Tuyệt quá. Đi qua cầu. Kéo mạnh. Yeah. Được. Wow, đã hoàn thành rồi. Cậu chính là tiểu dũng sĩ giỏi nhất, dũng cảm nhất và ổn nhất. Ayo, nghe dở quá đi. À, tiếp theo đến lượt ta rồi. Đây là cái gì?
Là gầy thần của yêu tinh âm nhạc. Giọng của bà hay hơn rồi đó. Wow, nghe hay quá. Cảm ơn bạn, Tiểu Dũng Sĩ. Chị Chí ơi. Hừm. Chị Chí à, cậu làm sao thế? Vì sao cậu lại đổi mất cuốn sách mà tớ thích thế? Đó là bởi vì cậu nói... Đúng vậy, tớ phải nhanh tay vẽ cho xong. Nếu không bị người khác đổi thì nguy mất. Gì thế? Vừa nãy, lúc đổi sách, tớ nhìn thấy cuốn tiếng sư râu vẫn còn. Vì sợ người khác đổi mất, thế nên tớ đổi trước rồi. Đây, cho cậu đấy. Cho tớ ư? Ừ, đúng vậy. Hả? Ừ, qua luôn. Cảm ơn cậu. Thế cậu cũng chọn một cuốn đi, tớ đổi cho. Ừ, được thôi. À, thế tốt quá rồi. À, ổn rồi, cháu xem sách đi. Tạm biệt, tạm biệt. Chị Chi nói với bà. À, chị Chi đã đổi được sách mà Hoa Lô thích xem rồi. Giờ hai đứa đang vui vẻ xem sách tại cửa hàng. Thế là tốt quá rồi. Còn nhớ không, hôm nay lúc ban đầu cửa hàng chữ người máy rất buông phiên bảo bà sách trong kiều sách của cậu ấy đã nhiều đến mức không còn chỗ để. Sau đó mình giúp nghĩ ra cách đổi sách cũ. Các bạn nhỏ đều rất vui mừng tham gia. Bản thân Chi Chi cũng vẽ một bức tranh để đổi sách. Kết quả là có chút hiểu lầm với Hoa Lâu. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng được giải thích rõ ràng. Mọi người đều đổi được cuốn sách mà mình yêu thích. Ây da, quên mất. Không báo, Hoa Lu mang bánh quy của bà đi đổi sách nè. Ây da. À, bà gọi điện thoại cho Linh Linh. Ừ, xem Linh Linh có muốn đi đổi sách hay không, tiện thể giúp bà đổi luôn. Nhưng trước khi gọi điện thoại, cần nói gì với các bạn lớn, các bạn nhỏ, những người bạn thích xem sách, nói gì nhỉ?说过和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。水果和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。冰淇淋一起说拜拜拜拜拜拜拜拜，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。